xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần. Và mình là Diệu Trần ha. Cái kênh YouTube của mình đó là Diệu Trần Chế Vô. Thì các bạn có thể truy cập ở trên search ở trên cái YouTube đó, là Diệu Trần Chế Vô, thì các bạn có thể nhìn thấy cái kênh của mình và những cái video của mình đã đăng trên đó ha. Thì cái kênh của mình sẽ làm về những cái video về du lịch ha các bạn, và những cái video về đời sống thường ngày của mình ha. Thì do mình rất thích là đi du lịch các bạn, bởi vì sao ạ? Thì khi mình đi du lịch thì mình có thể thấy được rất nhiều thứ, rồi mình có thể học hỏi được rất là nhiều điều ha các bạn. Thì do vậy mà mình muốn làm những cái video để mình lưu lại, và cũng như là mình muốn chia sẻ đến các bạn ha. Mình hôm nay mình sẽ làm cái video để mình nói về cái chuyến đi du lịch tới Cần Thơ vừa rồi ha. Thì mình muốn chia sẻ một số điều khi mà mình đi tới đó, thì các bạn có thể xem và có thể hy vọng là có sẽ giúp ích được các bạn khi các bạn muốn đi tới đó ha. Thì chắc có thể là nó sẽ dễ dàng hơn một xíu chứ không có chắc chắn là sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều ha. Thì khi các bạn lên kế hoạch du lịch thì các bạn sẽ biết được là cái thời gian, cái ngày nào các bạn sẽ đi, đúng không? Rồi đúng rồi, và sau đó thì các bạn sẽ lên trang web để mình có thể chọn khách sạn ha. Thì khi mình chọn khách sạn á, thì tốt nhất là mình sẽ đi đâu cũng vậy, thì tốt nhất là mình sẽ chọn những cái khách sạn mà nó gần trung tâm ở thành phố ha. Tại vì thành phố thì nó sẽ có rất nhiều thứ rất là tiện lợi cho mình, ví dụ như là thức ăn, rồi cái nhà hàng, rồi cà phê, rồi tất cả mọi thứ ha, thì nó sẽ rất là dễ dàng, rồi phương tiện đi lại nữa. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn sẽ lên kế hoạch là các bạn muốn đi bằng phương tiện gì đó. Thì các bạn có thể đi bằng máy bay, đi bằng xe buýt, rồi đi bằng tàu lửa đó. Thì cái này là tùy theo những cái vùng, những cái nơi mà mình tới thì nó có những cái phương tiện nào để mình có thể di chuyển tới đó, thì mình sẽ chọn những cái phương tiện nào mà nó thích hợp nhất. Có thể là nó sẽ phù hợp với túi tiền của mình, và có thể là nó sẽ phù hợp với cái sở thích của mình ha. Đó. Rồi khi mà mình xác định được cái phương tiện nào mình đi thì mình bắt đầu đặt ha, đặt vé ha. Thì mình đã đi bằng xe buýt ha. Xe buýt tức là cái nhà xe của Thành Bưởi á. Thì mình chỉ search ở trên mạng cái nhà xe thì nó sẽ ra cái nhà xe Thành Bưởi, và mình thấy cái nhà xe này nó cũng thấy là cũng tốt, hay là như khi mình đọc cái thông tin ở trên internet á. Đó, mình thấy như vậy thì bắt đầu mình sẽ gọi điện cho họ để mình hỏi một vài thứ, nếu mình cảm thấy ok mình có thể đặt ha. Thì khi mà mình điện tới đó thì người ta sẽ cũng giới thiệu cho mình là có xe thường, có xe giường nằm, đó là dạng xe VIP ha. Tại vì khi mà mình đi xa thì các bạn nên chọn những cái xe VIP, như là nó sẽ như xe giường nằm như mình đã chọn á, thì nó sẽ cảm thấy nó sẽ khỏe hơn khi các bạn đi xe mà dạng xe ngồi ha các bạn. Tại vì thời gian đi xa cho nên các bạn có thể thư giãn ở trên xe, có thể ngủ để nghỉ ngơi ha. Rồi khi mà ở cái bến xe Thành Bưởi á, thì nó sẽ có hai địa điểm để mình tới, và cái địa điểm đi đó là từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ ha các bạn. Thì Hồ Chí Minh thì mình sẽ có hai địa điểm để mình tới đó. Khi mình điện á, người ta sẽ hỏi cái thời gian, cái ngày nào bạn đi và cái thời gian nào các bạn sẽ muốn đi, ví dụ buổi sáng là mấy giờ, buổi trưa là mấy giờ, ví dụ vậy. Thì các bạn sẽ cho cái thời gian chính xác để người ta mà giữ vé cho các bạn á. Thì cái đó là mình chỉ điện để mình đặt vé thôi ha. Còn khi xuống dưới là mình sẽ nói cái thông tin tên tuổi gì đó, rồi người ta bắt đầu bán vé cho các bạn. Thì cái vé là hiện tại bây giờ là cái vé là 150.000 một người cho chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ ha các bạn. Thì ở Thành Bưởi thì mình thấy có hai tuyến, đó là đi thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt đó. Thì cũng là xe giường nằm ha, xe VIP ha các bạn. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai địa điểm để các bạn có thể đến ha, có thể đến để mà mình bắt đầu đi, đó là cái quận 5, tức là
cái công ty của xe Hành Bưởi đó, thì các bạn có thể đến đó. Tại cái đó là cái công ty nhỏ thôi, thì từ cái công ty đó các bạn sẽ người ta sẽ đưa các bạn tới cái bến xe miền Tây đó. Bến xe miền Tây tức là địa điểm thứ hai các bạn có thể chọn để đến ha. Tại vì ở quận 5 thì người ta sẽ đưa bạn đến bến xe miền Tây, rồi từ bến xe miền Tây bắt đầu di chuyển qua cái xe giường nằm á, thì từ ở miền Tây mình bắt đầu mới đi Cần Thơ ha. Cái bến xe miền Tây á mới bắt đầu đi Cần Thơ ha. Thì từ cái bến xe miền Tây mình đi tới bến xe Cần Thơ thì khoảng từ 3 tiếng tới 3 tiếng rưỡi ha, thì tùy theo tốc độ mà xe nó chạy á. Thì khi mà các bạn mua vé rồi các bạn sẽ đưa cái vé cho người ta, rồi cái hành lý các bạn gửi xe đó, thì người ta sẽ đưa cho bạn cái người ta kiểm tra vé xong rồi người ta sẽ có một cái tem á để dán vô hành lý của các bạn á. Đó, người ta sẽ dán vô hành lý của bạn rồi người ta sẽ đưa lại cho bạn cái vé. Rồi cái vé đó người ta sẽ hướng dẫn bạn đến cái xe giường nằm ha. Rồi các bạn sẽ đến cái xe giường nằm và các bạn đưa vé cho người ta, thì các bạn không cần đưa vé, các bạn chỉ lên cửa và người ta sẽ phát cho bạn một cái bịch ni lông để các bạn bỏ dép các bạn vào ha. Tại vì ở trên xe người ta không có cho mang dép mang giày lên ha, tại vì ở đó rất là sạch ha. Và sau đó thì lên xe người ta bắt đầu mới soát vé, rồi bắt đầu mới phát nước cho bạn, mỗi người một chai nước nhỏ như này ha, với lại một cái khăn giấy đây ha. Đó, thì ở trên xe thì các bạn có thể chơi điện thoại nè, nhưng mà người ta sẽ không có wifi ha, thì các bạn có thể xem tivi, người ta sẽ bắt cho các bạn như là phim hay gì đó đó, người ta toàn bộ người ta sẽ bắt giống nhau hết. Rồi các bạn có thể sạc pin điện thoại ở trên cái xe đó luôn. Rồi trên cái chỗ đó thì nó cũng có xe, sẽ có cái máy lạnh ở đây luôn. Nó rất là tiện nghi ha. Rồi tới bến xe miền Tây rồi, tới bến xe Cần Thơ rồi, thì các bạn có nhu cầu là mình đi tới ở đâu nữa, ví dụ như là mình đặt ở khách sạn ở chỗ trung tâm thành phố Ninh Kiều ở Cần Thơ á, thì người ta sẽ đưa mình tới bằng một cái chiếc xe khác ha, không phải xe giường nằm nữa, thì bằng một chiếc xe rung chuyển khác đó, thì nó sẽ trong nội thành của thành phố thôi. Đó, người ta sẽ không đưa bạn ra những cái tỉnh ha, cái tỉnh thì các bạn sẽ tự bắt xe đi, cho nên thì cái điều tốt ở đây nó là như vậy đó các bạn, có thể là người ta sẽ đưa cho bạn đi tận nơi, bởi vì nếu mà các bạn bắt xe taxi á, đi sẽ rất là mắc ha. Mình nghĩ chắc cũng khoảng 200 mấy gì đó, thì tùy theo cái đoạn đường của bạn từ cái bến xe đến cái khách sạn của bạn là bao xa ha. Rồi thì khi mà tụi mình check in ở khách sạn rồi á, thì bắt đầu nghỉ ngơi một xíu, rồi bắt đầu mình đi ra ngoài để mình đi tham quan. Tại vì sao các bạn, khi mình đi tham quan thì mình thích nhất là mình sẽ đi vòng chứ không phải là mình ở khách sạn ha. Tại vì mình đi tham quan mà, tham quan tức là mình phải di chuyển để mình xem mọi thứ, chứ không phải là mình tới đó mình nằm mình ngủ, không phải như vậy ha. Đó, thì cái đó là cái điều mà như là nếu mà mình ngủ nhiều thì mình không có thời gian để mình khám phá mọi nơi ha. Rồi thì tối đó thì và ở đó thì như mình nói á, ở những cái khách sạn mà nó gần thành phố á, thì ở đó mình ở cái khách sạn ở cái thành phố Ninh Kiều ha các bạn. Thì ở đó thì buổi tối rất là vui, rất là đẹp các bạn. Buổi tối thì như là có trời đêm rồi này kia đó, như là các bạn có thể xem cái video mình sẽ đến ở đây ha. Đó là những cái video mình đã làm khi mình đang ở Cần Thơ ha. Khi ở khách sạn á, thì các bạn có thể đi vòng ở khách sạn, thì các bạn buổi sáng á, là có cái buffet ha, miễn phí, thì buổi sáng mình có thể ăn sáng ở đó. Rồi các bạn có thể không ăn sáng ở đó thì các bạn đi ra ngoài các bạn ăn sáng, nhưng mà theo mình nghĩ thì các bạn nên ăn sáng ở khách sạn thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Sau đó là mình sẽ, như mình muốn đi du lịch ở đâu đó thì về sau ăn sáng mình sẽ bắt đầu chuyến đi ha. Và ở khách sạn đó thì các bạn có thể là xin người ta một cái tấm bản đồ ở cái khu vực đó, rồi ở đó thì người ta cũng có bán những cái tour á các bạn, cái tour mà tham quan ngắn á, ở trong cái ngày á, thì các bạn có thể tham khảo cái tour và
các bạn có thể mua cái tour hoặc các bạn có thể tự khám phá ha. Thì các bạn có thể đi bằng xe taxi. Rồi ở đó thì chủ yếu là nó sẽ có sông đồ nhiều á, tại ở đó là nổi tiếng là có sông nước rồi đó, thì người ta tới đó người ta sẽ thích đi bằng cái ghe á các bạn. Thì ghe khi mà mình đi dạo ở gần khách sạn á, tại đằng trước khách sạn của mình nó là một cái sông, sông đó là một cái nhánh sông của Mekong, mà cái sông đó là sông Cần Thơ nha các bạn, đó là cái sông nhỏ hơn. Thì cái cảm giác, cái ấn tượng của mình là khi mà mình đi dạo dọc bờ sông mình rất là thích các bạn, tại vì người ta có xây y dạng cái công viên nhỏ nhỏ đó đó. Thì các bạn buổi chiều các bạn đi tham quan ở đó, mình đi đi ngắm cảnh rồi mình cảm thấy rất là thích ha các bạn, thoải mái ha. Rồi sau đó thì các bạn có thể ở buổi tối các bạn có thể là đi ăn tối tại các nhà hàng ở gần đó hoặc là những cái quán ăn nhỏ cũng được, thì tùy theo mình thích ha. Rồi đi tham quan buổi tối là người ta bán rất là nhiều thứ, rồi khoai tây nướng, rồi bắp nướng, rồi quá chừng thứ luôn, rất là thích luôn. Mình á, mình thích là ăn những món ăn vặt ha, rất là ngon và cảm giác rất là thích thú, bởi vì buổi tối mà mình đi du lịch mà mình đi tham quan rồi được ăn những thức ăn lạ rồi mới nữa, rất là ngon ha. Rồi rồi bắt đầu buổi sáng thì các bạn có thể xem cái bản đồ để mình xin ở khách sạn đó, và thể xem ở bản đồ rồi gần ở khu vực đó các bạn có thể đi tham quan trước những nơi nào thì các bạn đi đó. Còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể đặt tour nhỏ đó, những cái tour nhỏ trong ngày á đó. Thì tụi mình đã đặt một cái tour ở khách sạn, tour khoảng 3 tiếng à, đi bằng ghe ha. Với lại khi mà mình đi, các bạn mà đi khách du lịch đó, thì các bạn sẽ đi dạo ở những cái dọc ở sông sông Cần Thơ đó, thì có rất là nhiều người sẽ tới hỏi bạn là em có muốn đi ghe đi ra ngoài những cái cồn, những cái rạch nhỏ không, cái vườn trái cây không đó. Thì cái đó thì rất là nhiều người hỏi như vậy các bạn, nhưng mà cái đó dạng người ta cũng như là bắt như tìm khách á, để mà người ta ghép á, ghép lại để mà người ta sẽ làm một cái tour nhỏ, nhưng mà cái đó là cái riêng nha, như là cái đó là tự túc, cái đó là tự túc chứ không phải là cái tour của khách sạn ha. Đó thì các bạn có thể hỏi người ta vé bao nhiêu hay là hình thức đi như thế nào, nhưng mà mình không có hỏi ở đó, tại vì mình đã mua cái tour ở khách sạn rồi. Thì nó tại tour khách sạn thì nó sẽ có hướng dẫn viên như địa phương á đó, thì rất là dễ dàng để các bạn, người ta có thể nói cho bạn nghe đó. Rồi một là các bạn có thể là thuê luôn một cái ghe riêng á, cái ghe riêng đó thì là khoảng là mình hỏi cái anh đó là cái anh đó ổng ở ngay chỗ cái du thuyền Cần Thơ các bạn, tại vì khi mình đặt bàn ở du thuyền á thì có nhiều cái tàu ở đó, ở nhiều cái ghe ở đó, thì mình có hỏi cái anh đó thì cái anh đó nói nếu mà mình thích á thì mình có thể tự bao luôn cái ghe đó là 500.000 một ghe ha các bạn, thì đi chúng khoảng là 3-4-5 tiếng gì đó, nhưng mà những cái đó là tự túc, sẽ không có ai hướng dẫn cho bạn. Người ta sẽ nói là những cái địa điểm nào nổi tiếng ở đó thì các bạn có thể kêu người ta đi tới đó, nhưng mà sẽ không ai hướng dẫn cho bạn hết. Ví dụ là ở đó là gồm có những gì, truyền thống ở đó như thế nào, thì cái đó người ta sẽ không nói cho bạn, người ta chỉ có việc chở bạn tới đó thôi ha. Đó. Còn rồi như cái anh đó chia sẻ đó thì những cái người mà hay hỏi mình á, mình đi ngoài đường người ta hay hỏi là có đi ghe không á, thì người ta sẽ dạng như là người ta sẽ kiếm rất là nhiều khách đi cho một ghe như vậy, thì có thể là người ta y như là nhiều người quá mà đi trong một cái ghe thì nó sẽ không thích nhiều á, ý là nó sẽ không an toàn mấy đó. Thì các bạn thì tùy theo các bạn thôi, nếu các bạn thích vui thì các bạn đi theo đó, hoặc là các bạn có thể là thuê riêng một chiếc ghe như vậy để mình đi ha, nó thoải mái hơn ha. Đó rồi thì nó cũng có như vậy thôi các bạn. Thì mình có thể mà ở đó thì nó sẽ có những cái giống như là những cái siêu thị lớn á, thì mình có thể đi vào cái siêu thị ở gần chỗ
đó luôn. Rồi mình có rất nhiều thứ như Highland, rồi trong siêu thị nó bán rất nhiều đồ ăn rồi trái cây. Các bạn biết mà, ở miền Tây thì những trái cây là rất là nhiều các bạn, rồi những cái rau cải nhìn rất là ngon luôn á. Ở trong siêu thị á, người ta bán rất là xanh, rất là tươi ha. Rồi ngoài ra thì những cái gian hàng mà người ta bán đồ ăn trưa cho cái nhân viên rồi đó, ở trong siêu thị á rất là nhiều món, rồi những cái món mà y dạng như món đặc sản ở đó nữa. Nhìn rất là thích nha các bạn. Cái tật của mình là đi ra ngoài thấy đồ ăn rất là thích luôn, nhưng mà ăn không có hết. Cho nên là khi các bạn mua, các bạn sẽ mua ít thôi. Ít thôi, các bạn ăn xong rồi các bạn hãy mua nữa. Còn mình ha, mình mua xong mình để mấy ngày sau còn chưa ăn xong nữa. Đó, ý là vậy đó. Thì ý mình nói ở đây đó là ở dưới Cần Thơ, khi mình đi ở siêu thị ở dưới nhìn rất là thích các bạn. Rất là thích luôn. Thì các bạn có thể đi tham quan, rồi các bạn có thể đi tham quan nhìn vòng ở đó, rồi những cái bảo tàng, rồi những cái con đường, rồi các bạn có thể đi đi dọc dọc theo đó gần khách sạn đó. Rất là thích các bạn. Và khi với lại ở ở đó thì nó sẽ có nhiều cái loại ghe ha. Cái ghe như mà mình ở trong cái khách sạn ở trong gần gần nhà dân, nó sẽ xa thành phố á. Tại vì khi mình ở đó mình sẽ ở hai khách sạn ha, ở khách sạn một cái trung tâm thành phố và ở một cái khách sạn khác ở ở trong cái gần nhà dân á. Thì trong đó thì nó chỉ có một cái ghe nhỏ thôi các bạn. Thì khi mà ngồi trên đó mình nhớ cái cảm giác mà đi đi ra cái sông, đi ra cái chợ nổi cái răng á, thì đi bằng cái ghe đó rất là nhỏ các bạn, rất là nhỏ, nhưng mà đi tới 5 người ha. Tức là ở khách sạn đó người ta cũng sẽ, y là mình muốn đi chợ nổi thì người ta sẽ làm cho mình cái tour ngắn, nó giống như ở ngoài thành phố vậy đó, thì cũng làm tour ngắn, đó là tour đi chợ nổi. Thì cũng có người hướng dẫn, rồi có người chèo ghe, nhưng mà cái ghe đó ghe nhỏ, nó không có mái che, thì khi đi nó xách cái dù theo đó. Nhưng mà trưa rất là nắng các bạn, rất là nắng. Nhưng mà ý mình nói ở đây á, khi mà mình các bạn nằm không biết bơi á, các bạn đi ghe thì các bạn nên mặc áo phao vô ha. Tại vì bữa mình đi á, là mình không có mặc áo phao rồi, nhưng mà ý là áo phao đó là các bạn, nó sẽ bảo vệ các bạn ha. Tại vì khi mà đi ra cái chợ nổi cái răng á, là ra cái đó là cái sông rất là lớn các bạn, cái sông đó nghĩa là dạng là sông Mê Công luôn á, cái sông nó rất là lớn. Cho nên là khi mà cái ghe của bạn rất là nhỏ mà nhiều người trên đó, nó sẽ y như là nó sẽ thấp lại, và những có rất là nhiều cái tàu lớn người ta đi buôn bán rồi đó, rồi có tàu công an nữa các bạn. Cái tàu công an ở trên cái chợ thì người ta sẽ chạy cano, mà người ta chạy rất là nhanh ha, chạy chạy qua xong rồi người ta sẽ coi những cái như là không ai, cái tàu cái ghe nào không có cái khách du lịch mà không có mặc áo phao á thì nó sẽ phạt cái người chèo ghe ha. Thì mình nghe nói là phạt khoảng 80.000 một người á. Xong rồi nhưng mà bữa đó thì dạng là cái sông ven nó đi qua luôn, thì đi qua luôn như vậy. Xong rồi cái ghe của mình nó tấp vô một cái ghe mà ghe bán thơm á. Đó là mọi người sẽ lên cái ghe lớn đó để mình tham quan, với lại là mua thơm mình ăn luôn, rồi mình ngồi mình ngắm cảnh luôn ha. Rất là thích. Nhưng mà tại vì mình thấy á, nếu mà các bạn đi du lịch thì các bạn nên nên mặc áo phao vô nha. Tại vì khi mà những cái tàu lớn á, nó chạy qua một cái, tức là nó chạy cái dèo qua như nè, nước hai bên nó sẽ tỉa ra hai bên, và khi mà một cái tàu nhỏ nó đi kế bên như thế này ha, nước sẽ ập ập vô như thế này, nó rất là dễ lật cái tàu ha các bạn. Mà nếu mà các bạn nó không may á, đó là y như dạng mình nói không may á, nhưng mà khi mà người ta chèo chèo ghe thì tất nhiên là người ta sẽ có cách mà y như là như thế nào đó để đối phó ha. Ý là người ta lâu năm rồi thì người ta sẽ cứng 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 tay chèo hơn. Nhưng mà ý là mình nói là ví dụ nó cái trường hợp nào nó không may á, thì các bạn khi nó mà lỡ nở nó bị như vậy á, thì rất là nguy hiểm ha. Cho nên các bạn nên mặc áo phao vào. Thì đó là mình nói đối với cái trường hợp mà cái ghe mà nhỏ ha. Thì có nhiều loại ghe lắm các bạn. Thì mình đi mình thấy là những cái loại mà nó chuyên dành cho khách du lịch đó, thì cái ghe đó rất là lớn, rồi nó có sẽ có mái che ở trên đây.
rồi nó sẽ có cái ghế luôn cho các bạn ngồi, nó giống y trên xe buýt gì đó, có cái ghế gì đó thì cho các bạn ngồi đó, thì sẽ mặc áo phao luôn. Thì cái ghe đó mình thấy nó sẽ an toàn hơn cái ghe nhỏ ha. Cái ghe nhỏ thì nó không có cái mái che, nó không có ghế, nó chỉ có cái cây ghế ngang qua về, mình chỉ ngồi lên thôi đó. Nhưng mà đi cái ghe nhỏ như vậy thì mình có thể y dạng là cái thể nó thoải mái các bạn, là các bạn có thể ngắm được những cái cảnh xung quanh đó. Cái thứ hai nữa đó là các bạn có thể y như là gió nhẹ 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 vào, các bạn thấy rất là thích các bạn, rất là thích. Và thì khi mà mình ở đây á, là mình như là cái cuộc sống nó khác ở dưới miền Tây, tức là ở dưới miền Tây người ta sẽ có sông có này kia đó, thì nó rất là mát các bạn. Rồi mình sẽ kể luôn một cái mình sẽ chia sẻ luôn khi mà mình ở cái khách sạn ở trong gần nhà dân á, thì cái đó là mình sẽ di chuyển, có hai phương tiện di chuyển, đó là di chuyển bằng ghe như mình nói vậy ha. Đó, rồi thứ hai nữa là tại trong đó là nhà dân, thì đó là chỉ là một cái nhánh sông nhỏ thôi các bạn, cái nhánh sông nhỏ nó chảy xung quanh á đó, thì nhưng đa số là cái nhà nào cũng gần sông hết các bạn, gần sông hết, tại vì nó rất là nhiều nhánh sông nhỏ, thì mình có thể đi bằng ghe và mình có thể đi bằng xe máy, xe đạp này kia. Tại vì trong cái khách sạn thứ hai đó, cái villa ở khách sạn thứ hai đó, nó sẽ gần nhà dân, thì ở đó xung quanh đó nó sẽ không có cái nhà hàng nào hết, không ít là ít, nó chỉ là nhà dân mà các bạn biết cái vùng nông thôn mà đúng không, thì ở trong đó nó không có khách sạn, nó không như thành phố lớn ha, nó không có khách, nó không có những cái nhà hàng lớn, rồi rồi những cái quán bán đồ lớn á, thì nó chỉ có nhỏ nhỏ như vậy thôi. Thì nhưng mà ở đó có một điều đặc biệt, đó là cái chỗ đó là nó người nước ngoài người ta rất thích tới đó các bạn, và các bạn suy nghĩ xem thử coi lý do tại sao ha, tại sao mà mấy cái người nước ngoài, nhất là những cái người mà châu Âu á, người ta rất thích ở những cái khách sạn mà gần với nhà dân đó. Thì và mình kể cho bạn câu chuyện cũng rất là vui, tức là mình với bạn mình đi tới khách sạn đó, rồi bắt đầu buổi sáng mình đi chợ nổi cái răng đúng không, thì đi với một cái gia đình khác, tức là khoảng 5-6 người đó, tổng luôn là 5-6 người ha. Xong rồi buổi sáng ở đó nước nó rút xuống á, dự định là mình sẽ đi bằng ghe ra cái chợ nổi, là mình phải đi bằng ghe ha, thì nước nó rút xuống, cái đâu có đi được đâu, nó rút xuống nó chỉ còn có miếng xíu nước vậy thôi, cái ghe nó đâu có vô được đâu, cho nên mình phải đi bộ một khúc xa, xong rồi tới cái chỗ nào có nước thì mới đi. Tại lúc đó là buổi sáng mà, sáng sớm là thường là sẽ không có nước, bắt đầu khoảng 8-9 giờ á, 8-9 giờ sáng bắt đầu nước nó mới lên mới đi ghe được ha, cho nên phải đi bộ ra một cái nhánh sông lớn hơn rồi bắt đầu mới đi ghe được. Nó đó là một cái ấn tượng ha, ấn tượng, và cái đó là mình cũng mới biết luôn. Thì đó, rồi cái bữa sau nữa thì bắt đầu mới đi tham quan vòng vòng ở trong nhà của người ta đó, chạy xe đạp, tại đó là người ta không có cho mướn xe Honda, chỉ có xe đạp thôi, xe đạp thì đi miễn phí, lấy một chiếc rồi mình với bạn mình đi đó, bạn mình chở mình đi. Rồi ở đó thì nhà dân mà các bạn biết rất có rất là nhiều nhà, và sông thì có rất nhiều những nhánh sông nhỏ, cho nên rất nhiều cái lối đi nhỏ, tại ở đó chỉ có xe đạp với xe Honda đi được thôi, thì các bạn có thể hình dung được cái lối đi nó không có lớn như bạn, tại xe du lịch nó không vào được đó, cho nên là rất nhiều cái ngõ quẹo, và rất nhiều những cái cầu nhỏ nhỏ bắc ngang qua cái nhánh sông á, rồi bắt đầu quẹo tùm lum tà la hết. Xong rồi bữa đó là nghe cái gia đình ở trước á, gia đình ở trong cái villa đó cũng là khách luôn nha, cũng là khách du lịch mà người ta đi trước đó, người ta nói là ở gần đó có một cái chùa, đó là chùa gì ta, cái gì Phương Nam là như Trúc Lâm hay là thiền viện, nó giống như thiền viện Trúc Lâm á, nhưng mà như là đúng rồi, cái chùa Trúc Lâm Phương Nam đó, là cái chùa lớn của Cần Thơ các bạn. Rồi bắt đầu đi, chỉ nghe cái gia đình nó nói là gần ở đây phía sau thôi, bắt đầu ra quẹo bên trái,
đi xe đạp cọt kẹt xong rồi quẹo thấy đường quẹo 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 hỏi gì đi đường nào chỉ đường này hỏi đi nào ý là chỉ mình với bạn mình là đi theo ý của hai người thôi bắt đầu đi riết hay không thấy cái chùa ở đâu hết xong mà hỏi người dân anh ơi hay chị ơi ở đây mình có cái chùa nào không thế mấy người đó nói ở đây không có chùa nào hết á rồi biết đi lạc luôn rồi xong rồi cũng không biết ngõ về khách sạn luôn rồi bắt đầu đi tiếp nữa hỏi nữa ha cuối cùng cũng có người biết cái hỏi cái bé nhỏ cái một bé trai nhỏ thôi à trong nhà đó xong rồi đứng ở ngoài hỏi xong rồi mới chỉ là đi hướng kia kìa bắt đầu dạng trong đó là mình đang đi trong những cái nhà dân các bạn đó xong rồi chỉ sau ra luôn cái đường lớn luôn cái đường mà dạng cái đường dầu á nhưng mà nó không phải là dầu mà nó là đường đất đường đá người ta đang làm đường dầu thôi nhưng chưa có thể phải là dầu bắt đầu rồi xe đạp cột kẹt xong rồi giữa cái nắng rất là nắng các bạn xong rồi đi mồ hôi nhễ nhại bắt đầu rồi đi một khoảng rất là xa bắt đầu thấy được cái nóc chùa rồi bên phía ta phải rồi bắt đầu ghé vào khi mà mình đi cái chùa á là mình có thấy cái một cái cô y như là đói rồi mệt rồi thì thấy một cái cô bán cọc vịt lộn với lại cái gì ta mấy cái khô nướng để mà mấy cái người ta hay vô đó người ta ăn thịt vịt lộn rồi người ta ăn khô nướng rồi người ta uống bia rồi đó đó bắt đầu mua trứng vịt lộn ăn xe ta mua con khô đó xong rồi ăn ngồi ăn miếng cái đầu qua bên chùa đó tham quan xíu cái đối diện cái chùa đó là có một cái giường trái cây các bạn giường trái cây chín hồng thì các bạn mình khi mình search ở trên internet mình cũng có thấy cái đó rồi nhưng mà thực tế mình vô trong đó không thấy cái gì hết các bạn cái đó nó giống như là nó hướng mình theo quán ăn vậy các bạn, y như là cái đó nó sẽ là một quán ăn luôn mà kết hợp với ở phía sau nó là cái vườn cây trái nhưng mà vô tham quan á là 30.000 một người nhưng vô đó nó không có trái cây gì hết có dâu thôi các bạn dâu với lại thì như là mỗi thứ trái cây mỗi loại gì thôi à nhưng có mấy cây thôi nhưng mình chỉ có được ăn dâu thôi nhưng mà dâu vô trỏng ăn chua lắm các bạn ăn chừng hai trái thôi không ăn nữa xong vô đó bắt đầu vô đó chỉ tham quan cũng ngắn à bắt đầu xong rồi người ta sẽ kêu mình quên cái bàn ngồi đó hỏi là mình muốn ăn gì không thì chủ yếu là theo mình nghĩ đó là người ta sẽ hướng cho mình để mình ăn ở đó nó y như là dạng cái đó là một cái nhà hàng mà theo dạng là vườn trái cây á nó sẽ xây rất là nhiều cái chòi không phải là cái chòi nó cũng dài dài nhưng mà cũng nó cũng giống cái chòi vậy nó ở sẽ ở bên trong của cái giường đó đó thì theo mình nghĩ thì chắc người ta khách du lịch người ta cũng thích như vậy ha tại vì ngồi trong đó thì nó sẽ xa những cái tiếng xe này kia đó rồi nó cũng mát nữa đó nhưng mà lúc đó là vừa bị như là bị lạc rồi không có còn tâm trí để mà ngồi đó ăn nữa nhưng mà mình thấy thức ăn rất là ngon các bạn bánh xèo rất là nổi tiếng rồi bánh cái gì ta bánh bột lọc gì đó rồi bánh căn gì nữa đó rất là nhiều thứ đó nhưng mà không có ăn được thì nó sẽ cho mình thêm một cái dĩa trái cây cốc với xoài á xoài rất là ngon các bạn xoài chua nhưng mà dạng là xoài xanh á nhưng mà nó không có chua nha nó ngọt nhiều hơn nước chua ăn rất là giòn rất là ngon thế là kêu cái bé đó là thôi đóng hộp giùm chị đi để chị đem về thì bây giờ chị như là giờ không biết đường về rồi ngồi đây ăn nữa thì cũng tới chiều tới tối rồi đâu có về được đó thế là đem đi rồi chạy xe có két về thì đâu có biết đường về đâu các bạn ở đó rất là lạ bởi vì hỏi người ta cái chỗ đó là chỗ nào chị mình đưa số điện thoại mình đưa cái địa chỉ rồi đưa cái tên của khách sạn luôn mà không ai biết hết giống y là cái nông thôn cái vùng nông thôn á thì nó sẽ rất là nhiều chỗ rồi cái địa chỉ nó sẽ không rõ ràng á cho nên người ta sẽ không biết được chỗ nào thì người ta có thể đi quen ngang qua rồi nhưng mà người ta sẽ không để ý ở đó là ở đâu ha thì bắt đầu mình mới gọi cho cái anh mà tiếp tân ở đó đó
rồi mới gọi cho anh đó, rồi anh đó mới chỉ đường về hả. Nói chung là một chuyến đi cũng rất là thú vị các bạn, rất là thú vị ha, để mình có thể trải nghiệm được nhiều thứ ở đó ha. Và ok, hy vọng là với một chút chia sẻ của mình thì các bạn có kế hoạch mà mình đi ở miền Tây á, thì có thể hy vọng là có thể giúp ích được một xíu cho các bạn ha. Và cuối cùng là các bạn nếu mà thích cái video của mình á, nhớ bấm like và subscribe ha. Subscribe có nghĩa là mình đăng ký á. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình sẽ cố gắng làm những cái video nhiều hơn nữa để mà các bạn có thể cho mình có thể chia sẻ được nhiều thứ cho các bạn hơn ha. Ok, see you. Xin chào tạm biệt nha.